Xin chào Viva Việt Nam, tụi mình là nhóm The Ship, mình là nhóm trưởng Hoàng Thống. Mình là Trang Hàng. Hôm nay The Ship rất vui khi có mặt tại đây ngày hôm nay để có thể trả lời những câu hỏi nhỏ của Viva Việt Nam. Cả hai đều rất là hợp với nhau, từ sở thích ăn uống, cả hai đều chưa có người yêu. Cái gu âm nhạc của cả hai cũng giống nhau nữa, vì vậy cho nên là mỗi lần phối hợp với nhau, cả hai đều rất ăn ý. Nói thật luôn là ban đầu lúc mà lập nhóm The Ship không hề nghĩ nhiều về cái tên này. Thích con cù thì mình đặt tên con cù vậy thôi. Đã có một thời gian mà Thống và Trang đã quyết định là hay là bây giờ mình đổi một cái tên nào cho nó ngầu hơn đi. Những cái tên mà The Ship đã từng muốn thay đổi có rất là nhiều. The Ship, con tàu, Paradox, trái cam rồi. Đúng rồi, rất là nhiều. Nhưng mà đặt một cái tên mới á, thì chừng mọi người lại tưởng là đây là một nhóm nhạc khác nữa. Cuối cùng thì vẫn quyết định là giữ lại cái tên The Ship cho nhóm của mình. Hơn 3 năm, Thống chưa có một sản phẩm nào gọi là của riêng mình. Đây là dự án đầu tiên mà Thống dùng hết tâm huyết của mình để có thể sáng tác cũng như là tự trình bày nó. Dự án Umbala gồm 3 bài hát, đó là bài solo của Trang, là bài hát vừa mới được ra mắt gần đây. Mình có vui bao giờ, cười nói vu vơ đến khi nào. Sau đó là đến bài của Thống và bài cuối cùng là bài hát nhóm mang tên Umbala. Cái giai điệu của nó và cái lời bài hát, câu chuyện của bài hát này nói về một cô gái bề ngoài có thể nói là cô đơn trong cuộc tình của chính mình, nhưng mà thật ra ở bên ngoài có rất là nhiều người quan tâm cô ấy. Cô ấy vô tình không cảm nhận được cái sự quan tâm này vì cô gái này không có biết yêu. Em có một cái sự đồng cảm với cô gái này. Đi cùng trên một chuyến xe vai kề vai, xem cùng nhau một thước phim tay cầm tay. 2 năm trước khi mà tham gia cùng với anh Thống cuộc thi âm nhạc đó thì em có thích một người rất là lâu, rất là sâu đậm ở trong lòng. Em cũng nhớ đến người đó, đi đâu cũng nhìn thấy người đó hết á. Em cũng có mạnh dạn tỏ tình chứ. Em thích anh, nhưng mà anh ấy là từ chối em. Lúc mà hát thì cũng chỉ nghĩ về anh đó thôi. Mà anh không ở đây, không ở đây. Mà anh không ở đây, không ở đây. Mà anh không ở đây, không ở đây. Những cái lời hát sau đây em xin gửi tới anh, mong là anh sẽ lắng nghe và hiểu được là sau khi anh từ chối thì em vẫn còn thích anh rất là nhiều. Vì em lonely 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 lonely, lonely 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 love. Vì em lonely 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 lonely, lonely 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 love. Vì em lonely 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 lonely, lonely 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 love. Vì em thua tổng cộng là 4 lần ở 2 phòng thu khác nhau luôn, rất là 2-3 phòng thu rất là mệt. Có những cái đoạn mà em hát đi hát lại, lúc hát được xong lần sau em lại hát không được, xong lại hát được là hát không được, cho nên làm anh Thống rất là bực, mà riêng bản thân em cũng rất là bực. Mọi người không biết là có những lần tập hát mà khóc luôn kìa. Nhưng mà sau đó thì mọi chuyện đều bình thường cả, vì Thống biết là Trang không để bụng, mà Trang thì cũng không có giận gì cả. Nói chung là đây là vấn đề công việc và vì đam mê. Em chỉ giận một phút đó thôi, sau đó em quên hết luôn. Phố đã vắng đôi mình cách xa. Thống đã có sẵn một cái lịch trình cho năm sau rồi, và mong là mọi người sẽ bắt đầu yêu thích cái màu sắc âm nhạc rất là riêng của The Ship. Và Thống rất mong là mọi người tiếp tục ủng hộ Trang Hàng nói riêng cũng như là The Ship nói chung. Đến với Billboard Việt Nam ngày hôm nay thì The Ship có một món quà muốn gửi đến mọi người. Để bật mí một đoạn ngắn trong một ca khúc sắp được ra mắt của The Ship vào thời gian sớm nhất có thể. Bài hát Nếu Như, mong là mọi người sẽ yêu thích ca khúc này của nhóm The Ship. Về em đừng khóc làm gì cho lòng anh tê tái. Đừng mãi đợi chờ anh vì anh không đến. Biết làm sao em còn yêu anh mãi thôi. Yêu anh đến khi thế gian tan tành. Em đừng chờ anh nữa, xin đừng đợi anh nữa. Anh đừng xót thương em càng yêu anh mãi thôi. Em đừng yêu anh nữa, xin đừng thương anh nữa. Thôi thì nếu như vậy, anh rời xa em sẽ quên hết rồi. Thôi đừng, hết rồi.